Nhà chức trách Mexico ngày 21 tháng 9 bắt giữ hơn 20 di dân Haiti trong các cuộc bố ráp vào các khách sạn tại Ciudad Acuña, một thị trấn nhỏ của Mexico gần biên giới tiểu bang Texas của Mỹ. Lực lượng chấp pháp Mexico đột nhập hai khách sạn bình dân trên một con đường nhỏ ở Ciudad Acuña và giải các gia đình di dân vào các chiếc xe van. Mexico và Mỹ ngày 22 tháng 9 chuẩn bị hồi hương thêm các di dân Haiti từ các khu trại chen trúc tại biên giới Mỹ-Mexico. Từ hôm 19 tháng 9 cho tới nay, nhà cầm quyền Mỹ đã trục xuất hơn 500 di dân Haiti từ một khu trại gồm hàng ngàn di dân nằm bên phía biên giới Mỹ tại thành phố Del Rio của Texas. Cùng lúc, Mexico bắt đầu không vận di dân ra khỏi biên giới Mỹ, cũng như đưa một số lên xe buýt trở tới biên giới Mexico với Guatemala để trục xuất. Việc trục xuất diễn ra giữa những bất ổn sâu rộng tại Haiti, quốc gia Caribe nghèo nhất Tây Bán Cầu, nên một vụ ám sát tổng thống, bạo động băng đảng gia tăng và một trận động đất lớn đã làm xáo trộn lan rộng trong những tuần lễ gần đây. Chen trúc trong khu trại tạm bợ bên biên giới Mỹ trong tình trạng thiếu thực phẩm và các điều kiện sinh hoạt, hàng trăm di dân lội qua con sông Rio Grande tụ tập bên phía Mexico tại thị trấn biên giới Ciudad Acuña. Hôm 21 tháng 9, sau khi thảo luận với đại diện chính phủ Haiti, Mexico tuyên bố những chuyến bay hồi hương sẽ dành cho những người muốn trở về nước.